Hãy nghe anh nói, đó là sự thật. Anh với em cùng cha khác mẹ mà. Tụi em ngay. Cậu đang điều sỉ nhục mẹ tôi đó hả? Đi, đi khỏi đi ngay. Chị hai, đó là... Đồ điếu giả. Đi, đi. Không, đó là điều bí mật dì muốn nói với các con, nhưng chưa có dịp. Chị Út, dì vừa nói gì? Hai đứa bình tĩnh, nghe dì nói nè. Thành, con ngồi xuống đi, ngồi xuống uống miếng nước đi con. Không, dì Út, dì nói ngay đi. Những lời tên khốn nạn này đều nói có phải là sự thật hay không gì không? Phải, đó là sự thật đó con à. Trời ơi, nó xỉu rồi, chở nó đi bệnh viện mau lên, mau lên. Tụi mày ơi, nó xỉu rồi. Chị đã biết rồi. Con Thanh nó khỏe chưa em? Khỏe nhiều rồi. Chị hai, tên khốn kiếp năm ấy, chị đã quên tất cả rồi. Em muốn nói, bác sĩ chữa bệnh cho con Thanh chính là gã Sở Khanh đó. Vậy sao? Định mệnh quả tình khắc nghiệt. Con Thanh nó biết được cha nó rồi, phải không em? Em chưa dám cho nó biết. Nhưng em còn chờ gì nữa? Đã đến lúc chúng ta phải đối diện với sự thật mà thôi. Chị hai, bạn trai của con Thanh lại chính là anh một cha khác mẹ với con Thanh. Trời ơi, sao lại có chuyện đời ngang trái? Bao nhiêu năm rồi ăn năn sám hối. Xin
Thành, con, con không trách má sao Thành? Má, má cũng là đàn bà như con thôi. Má, con, chị Nhi và dì Út nữa, tất cả chúng ta đều là tội phạm mà cuộc đời đã dành sẵn cho mỗi người một sự trừng phạt khác nhau, phải không dì Út? Thành, con đã thực sự trưởng thành rồi. Cảm ơn con, cảm ơn con đã không lên án má. Một người mẹ tội lỗi, má không xứng đáng là má của con. Má, má đừng khóc nữa. Mấy mười năm qua má đã khóc nhiều rồi. Má đã can đảm sống trong tủi nhục để nuôi dưỡng tụi con khôn lớn. Má đã chịu đựng được những viên đạn dư luận, những nhát kiếm lương tâm bao nhiêu năm rồi. Bây giờ má lại để tâm hồn gục ngã trước một vết thương nhỏ này sao? Má, Thanh à, ngày ấy con có biết đâu, má đã nhiều lần định xa lìa cuộc sống, nhất là những đêm khuya nghe tiếng đàn ái văng vẳng, má lại nhớ hình ảnh người chồng thật thà hiền hậu, thường nắng phím so dây giặc những khuya buồn, tâm hồn mộng mà đơn sơ như luống mà đường cay, cuộc sống êm đềm trong mái nhà nhỏ nhỏ chỉ có tiếng cười và tiếng khóc trẻ thơ. Ôi hạnh phúc ngọt ngào chính mẹ đã đánh rơi trong một lần ghé thăm dì Út con và gặp lại người tình cũ. Đêm bao giông đã cuốn đi hết mọi niềm vui, để lại giường xưa cành khô lá úa. Má, con hiểu má, con thương má. Má hãy quên những điều phiền muộn ấy đi má. Chị hai, lúc nãy chị nói với tôi là chị quên hết tất cả rồi mà. Phải, chị tưởng mình đã quên hết rồi chuyện cũ. Sau những năm vùi đầu trong công việc từ thiện và được nghe tiếng kể lời kinh, lòng trần như giới bớt cứu tư, hình bóng cũ không còn chập chờn trong giấc ngủ. Nhưng con ngờ đâu quán trái xưa tưởng đã chìm trong quên lãng, bỗng đuổi mù sống lại đòi nợ cũ đã dai. Thanh ơi, dù con không nói một lời than trách, nhưng người gây tội lỗi vẫn cam lãnh nhục hình. Thứ nhục hình của tòa án lương tâm sẽ mãi mãi hiện diện trong má như hình với bóng. Má giờ như loài trai cũ nhắm mãi nỗi buồn làm thành ngọc lưu ly. Má, má không có lỗi mà. Má đừng tự đày đọa mình nữa. Kẻ có lỗi không phải là má, mà chính là... là tôi. Là người chồng, người cha vô lương tâm, vô trách nhiệm. Kìa, bác sĩ nói gì tôi không hiểu. Thanh, con... Bác sĩ điên rồi, ai là con của ông chứ? Thanh...
Thanh à, ba ông điên rồi. Dì Út, dì Út, con có gì đây? Dì Út mà. Gì đây con? Con nhức đầu lắm. Vậy dì đưa con đi vô phòng nha. Đi con, đi. Thanh, nghe ba nói nè. Thanh, nó đang mệt, hãy để nó yên đi anh. Dung, em đã tha thứ cho anh rồi phải không Dung? Anh có lỗi gì với tôi mà bảo tôi tha thứ chứ? Ma con Thanh, tôi biết tôi là người gây ra tội lỗi. Tôi đã làm tan nát gia đình em, cuộc đời em và cả cuộc đời của con chúng ta. Dung ơi, suốt 20 mấy năm qua, vết thương kia cứ âm ỉ mãi trong lòng, không giây phút nguôi ngoài. Càng muốn quên thì nỗi nhớ càng đầy. Rồi sau đó, anh phải cưới một người vợ không có tình yêu. Chúng tôi đã phải sống với nhau giống như hai diễn viên diễn trò trên sân khấu, cho đến ngày anh theo Hường và gặp lại em. Dung, nãy giờ em có nghe anh nói cái gì không? Tại sao em lại dửng dưng không chút gì cảm xúc? Dung, anh nói hết chưa? Nếu chưa thì anh cứ tiếp tục. Tôi biết đó là thói quen của anh mà. Dung, em tàn nhẫn với anh vậy sao Dung? Anh nói với em bằng tất cả sự thật chân thành của anh mà. Phải, trước đây anh là một tay phóng đạn. Anh đã từng lừa gạt nhiều người, đã từng dùng lời ngon tiếng ngọt chót lưỡi đầu môi để đưa các cô gái ngây thơ dễ tin vào bẫy rập. Nhưng riêng với em thì ngoại lệ. Anh yêu em chân tình. Anh nói với em không phải bằng lời mà bằng trái tim. Bằng trái tim em có biết không Dung? Hãy nhìn anh nè. Mấy mươi năm rồi, cho dù thêm bao nhiêu năm nữa thì tình anh đối với em vẫn nồng nàn sâu đậm. Dung, nói với anh một tiếng đi em. Nói đi Dung. Được, tôi tin là anh nói thật. Nhưng anh trọng mà. Tất cả như một quyển sách đã sang trang. Đừng khơi lại đống tro tàn dĩ vãng, chỉ làm cho vết thương xưa thêm đau đớn. Tình cũ đã tàn theo năm tháng buồn trôi. Các bụi thời gian dẫu có làm mờ phai, nhưng kỷ niệm êm đềm dẫu vẫn
sâu đậm ở tim anh. Hai mươi mấy năm qua, dù đây đó cách xa, nhưng tình xưa vẫn lòng. Đêm đêm anh vẫn khấn nguyện âm thầm, phải là chồng của tôi đâu mà thẹn. Còn làm cha thì điều đó anh hãy hỏi cung thanh. Dung đành đoạn như vậy sao em? Em có biết đâu anh như chàng đẹp năm xưa, ôm nỗi quan tình đến trước cổng chùa gục đầu hối hận. Dù rằng mối tình thơ mộng với lan đẹp chưa vong phụ bao giờ, vẫn như vẫn thương người đang năm tháng đợi chờ. Nhưng trước khi đẹp thành hôn cùng Thủy Liêu, đẹp đã từng quay lại bên sông xưa. Nhưng hỡi ơi bên cũ trơ vơ, vì con đò đã sang ngang về bên là anh bớt tiểu quay đi với cõi lòng tan nát. Lời hẹn hò xưa đã tan theo bọt nghi nước giang gần. Hỡi chúa mộng cũ bay xa, đừng khơi kỷ niệm nhạt nhòa vô xưa. Yêu dấu xưa dù xanh rêu theo năm tháng, nhưng tình xưa vẫn còn nguyên vẹn trong lòng. Cô lan ngày xưa đã khoác áo nâu sồng, nên chuyện lòng đã chôn vùi dưới mồ, không thể nào khơi lại bếp hồng xưa. Còn Điệp và Lãng bây giờ tình cũ vẫn còn đấy, giữa chúng ta không có bờ dẫu thưa nào ngăn cách. Thì tại sao không hát lại bài ca gian dở, để con được gần cha và vợ được sống bên chồng. Ông Trọng, ông bác sĩ Trọng kìa. Dung, sao em lại gọi anh như vậy? Tôi muốn kéo ông về thực tại. Từ nãy giờ ông đã quá nhiều mơ mộng. Ông quên rằng hiện tại ông là một bác sĩ đang chữa bệnh cho con gái của tôi. Và nó cũng chính là con gái của anh. Nếu nói về huyết thống thì đúng, nó là con gái của anh. Nhưng trên mặt tình người, nó chỉ là con của tôi, một đứa con vô thừa nhận. Nếu nó cần gọi một người bằng cha,
thì người đó không phải là anh, mà chính là anh Thành, một người đàn ông mà tôi tôn thờ quý trọng. Dù biết hồn máu kia không phải do mình tạo dựng, anh ấy vẫn làm tròn bổn phận của một người cha. Nhưng hắn đã ra đi, bỏ mặc mẹ con em. Hắn đã... Tôi cấm anh, tôi cấm anh nói xấu chồng tôi khi anh chưa biết gì về anh ấy. Chuyện giữa chúng ta Từ lâu đã không còn gì nữa. Hy vọng rằng trên đường đời không bao giờ mình phải chạm mặt nhau. Dừng, anh xin em, anh... Chào bác sĩ. Nằm nghỉ đi, để tao kêu y tá. Dì Út kêu chi? Sao mày kêu nhức đầu? Đâu có, tại con không có muốn gặp ổng. À, thì ra là vậy. Sao hôm nay ta tối dạ quá vậy cả? À Thanh à, nói gì thì nói nha, dù sao thì ổng cũng là ba ruột của mày đó. Thôi mà, dì làm ơn đổi đề tài khác đi, đừng có nhắc tới ổng nữa. Nhiều khi thấy cái mặt đau khổ của ổng sao, ta thấy ta tội nghiệp quá. Thương thì nói đại là thương đi. Tội nghiệp hay thương gì cũng cùng một nghĩa mà. Nhiều khi tao ngồi một mình, tao thấy không biết ông trời ông sanh tao ra chi trên đời này. Bởi vậy tao muốn đâm đầu vô xe lửa cho nó cán làm ba khúc cho chết mẹ nó cho rồi. Trời ơi, cái gì mà rùng rợn vậy dì Út? Nếu muốn chết á thì cũng phải lựa cái chết cho nó nhẹ nhàng để bảo toàn nhan sắc của mình chứ. Đã chết mà còn nghĩ đến bảo vệ sắc đẹp, mày đúng là con điên. Thì ít ra cũng giúp cho người ta dễ dàng khi gói xác, chứ bị cắt làm ba khúc hả? Ý ẹ, vừa ghê mà lại vừa khó coi đó nghe. Tao chọn cái chết như vậy á là để khi mình chết hoàn toàn không biết đau đớn. Uống thuốc rầy hay cắt gân máu như mày á, những cái chết đến từ từ. Ôi, tao sợ lắm mày ơi. Dì Út, nhưng mà tại sao tự nhiên dì nghĩ đến cái chết vậy hả? Con thấy lúc này nghe, dì yêu đời lắm mà. Ai nói với mày tao yêu đời? Chính con thấy nè, mỗi lần dì nói chuyện với ông bác sĩ Trọng á hả, dì đâu có được tự nhiên, mắt không có dám nhìn thẳng nữa, giọng nói thì lại ngập ngừng. Tao không nhìn thẳng vì thằng chả không phải là đối tượng đáng nhìn, còn ngập ngừng là tao... Sao? Tao đang đè nén cơn giận. Giận? Ổng làm gì mà dì giận đến nỗi nói chẳng nên câu. Nhìn chẳng dám nhìn ngay, đứng hả chẳng dám đứng lâu, lòng hồi hộp lo âu giống như là con gái mới yêu. Đừng nói khùng đón trước mò sao, làm như tao là con nít à, mới gặp hắn lần đầu. Bởi vậy tao cứ nghĩ đến số phận của tao là tao tuổi. Có nhiều khi tao tự hỏi, biết yêu ai khi bờ vai tóc xoa lạnh rồi, phương trời xa có người chờ người, ngày từng ngày thương còn nhiều cay đắng đam mê. Nhớ thương
vân triền say đắm trong mê. Sao mà chán đời quá vậy dì Út? Đời không có đáng chán đâu. Ừ, đời không đáng chán, chỉ có người đời mới đáng chán mà thôi mày ơi. Người đời nào đáng chán? Đâu, dì chỉ cho con coi. Người thứ nhất ha, là má của mày. Còn người thứ hai, mày đó. Nhưng mà đáng chán chỗ nào nè? Má của mày á, cái gì cũng lấn lướt tao hết trơn á. Đẹp thì cũng đẹp hơn tao, hiền cũng hiền hơn tao, thiêu thùa mai giá cũng khéo tay hơn tao. Hát hò chèo ghe gì bả cũng qua mặt tao tuốt lút hết á. Nhưng mà cái điều mà tao chán bả nhất là trong tình trường má con cũng là người thắng cuộc. Phải đó, không? Đó. Mày nghĩ coi, hồi đó tao thầm thương trộm nhớ ba của mày. Ủa, ba của con Nhi chứ? Cũng là ba của con mà. Trời ơi, tụi bay biết không, ngón đờn quanh sáo hết chỗ chê mày ơi. Nửa đêm mà nghe ảnh rau ai ra quán thì kể như là hết ngủ. Đã vậy, ảnh lại có cái giọng hát y như là dịch xiêm lai. Ảnh mà xuống một cái hò giọng cổ rồi nghe sao mày ơi, nó dũng dúng luôn á. Chà, nếu ba con mà sanh ra trong thời này á hả, thế nào cũng được lên đài hay vô dĩa hả dì Út? Lúc đó đó, có mấy ghe gánh hát đến rủ anh đi, mà anh đâu có chịu đi. Sao vậy dì Út? Tại lúc đó sao? Ông bị má mày hốt hồn rồi. Ngộ quá hả? Cái gì cười? Cười cái gì? Thì cũng như mày chứ. Mày thương thằng Mạnh, còn thằng Mạnh thì thương con Nhi, còn con Nhi thì... thì thương anh Mạnh. Ngộ thiệt á. Vậy mà cũng cười được. Con cũng đã khóc rồi, bây giờ hết nước mắt, phải cho con cười chứ. Chuyện đời nghĩ cũng kỳ, cái tuồng cũ này sao cứ hát đi hát lại hoài. Nhưng mà hơi khác một chút mà nghe. Con Nhi bây giờ thì nó thương thằng Mạnh, còn má tụi bay thì lúc đó đâu có để ý đến ba tụi bay đâu. Ủa, má con lúc đó không có thương ba con hả? Ừ. Vậy má con thương ai? Mà đã thương người khác á, thì tại sao lại chấp nhận ba con chứ? Đó, rắc rối là cái chỗ đó. Sau này tao mới biết má mày lúc đó đó lậm bùa mê thuốc lú của ba mày rồi, nên chỉ như kẻ mất hồn, vào thơ ra thẩn, tối ngày cứ ca lan và điệp hoài. Ba của con? Ừ. Dì muốn nói là... là thằng cha trọng này nè. Có nghĩa là má con đã quen với ông trọng này trước khi về sống với ba con hả? Ủa, bộ má mày chưa nói cho mày biết gì sao? Có, nhưng mà con muốn biết cho chắc chắn hơn. Thì ra má con là một người đã chịu quá nhiều đau khổ. Nhưng mà chẳng lẽ vì chuyện đó vì chán má con sao? Mày nghĩ coi, cái vụ anh Sáu Thành thôi tao không nói. Sau này bà đi chơi á, bà quen với ba của mày, đó là ông Trọng đó. Tao nghe ông nói ông thích con gái nhà quê. Với lại phải công nhận, công nhận là lúc đó anh chả đẹp trai hết can nổi mày ơi. Lịch sự lịch sàng hết biết gì đó. Vậy là gì bắt đầu rung động phải không? Trời đất ơi, rung động dữ dội chứ con. Dữ vậy hả? Ừ, anh Sáu luôn. Tao bèn đưa ảnh về nhà để tham quan. Ai nhè lúc đó anh Sáu đi vắng, má mày buồn quá nên lội qua thăm tao. Thế là bão tố nổi lên, một lần nữa tao bị ngồi chơi xơi nước. Mày nghĩ coi có đáng chán hay không chứ? Ừ hiếp, cũng đáng chán thiệt á. Còn con, con có làm gì đâu. Mày hả? Mày lại đáng chán hơn nữa. Thành, má của con. Má của tôi sao? Má con đã bỏ ba mà đi rồi. Hả? Trời ơi, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với chị mà. Thành, con nằm đây nghỉ nha, để tao rượt thấy con người đáng chán này mới được. Hương, anh muốn nói chuyện với em. Hương, tôi đang nhức đầu, bác sĩ đừng có la lối như vậy. Thành, ba... tôi đang mệt, để cho tôi yên. Con mệt à? Để ba xem mạch cho con nha. Cô y tá vừa chích và cho tôi uống thuốc rồi, không phải phiền đến ông. Nhưng ba là bác sĩ của con mà. Tôi không cần đến ông nữa. Ông đi đi, đi. Được rồi, được rồi, con nằm nghỉ đi. Ba đi mà.
có buồn thì sự việc cũng không thay đổi được gì đâu. Tốt hơn là phải chấp nhận sự thật thôi. Em thì không quan trọng, chỉ tội cho con Thanh, tình yêu vừa mới bắt đầu. Bây giờ em mới hiểu lý do tại sao má em lại đi tu. Tình yêu và mặc cảm, tội lỗi giày xéo tâm hồn của má. Má thật là can đảm, phải đợi khi chúng em khôn lớn và mới thi hành án mà vị thẩm phán lương tâm đã nghiêm khắc kết tội. Nếu em, chắc em đã gục ngã rồi. Theo em thì còn chút hy vọng gì ở bác trai không? Không, nếu còn sống nhất định ba phải về thăm em. Ba thương em lắm mà. Nhưng tin tức quá mơ hồ về sự mất tích của bác. Hình như hàng năm em đều có làm kỹ cơm cho bác trai mà. Phải, đó là theo ý của má em, lấy ngày ra đi của ba làm ngày kỹ cơm. Trong bi kịch này tất cả đều đáng thương. Kể cả người phá hoại gia đình của người khác cũng đáng thương hay sao? Em hãy công tâm mà nghĩ coi, ông Trọng đâu phải cố tình gieo rắc đau thương cho gia đình em. Tất cả chỉ vì một phút yếu lòng trước sức mạnh của tình yêu. Bác gái và ông Trọng đều là nạn nhân cả. Vả lại, ông ta hoàn toàn không lường trước được kết quả cũng như hậu quả bi thương của nó. Đàn ông, đàn ông chỉ biết hưởng thụ, có cần chi là hậu quả. Em nói như vậy là không đúng rồi. Thôi, tôi không lý sự với anh nữa. Có muốn đi thăm con Thanh thì theo tôi. Đi chứ. Nó nằm bệnh viện mấy ngày rồi mà chưa bình phục sao em? Khổ cái là nó không muốn gặp mặt ông Trọng, mà ông ấy thì muốn săn sóc cho nó. Nó không chịu uống thuốc, con nhỏ cứng đầu thiệt. Tội nghiệp bác sĩ Trọng, làm cha mà không được con nhìn nhận. Thậm chí săn sóc cho nó cũng không cho. Ở đó mà thương giai khóc mướn đi. Tôi đi một mình à. Ê, anh đi với. Đi đâu, đừng có đi nữa. Tụi con đi thăm em Thanh. Thôi, tụi bay đọc thơ của nó đi. Thơ? Sao lại là thơ? Nó trốn bệnh viện, nó đi mất rồi. Hắn diễn? Nó trốn viện? Tại sao vậy Diễu? Thì mày đọc thơ của nó đi thì biết liền chứ gì. Thôi, tao mệt quá rồi, mai tao đi về quê. Ở đây có ngày tao đứng tim, tao chết bất tử. Nè Nhi, em đọc coi. Dạ. Chị hai thân thương của em, em đã đi xa rồi, lòng em nói như vậy. Ý của Thanh muốn gì? Có khi nào anh muốn nói là nó tự tử rồi phải không? Em hãy đọc tiếp coi. Nhớ chẳng chia
ràng rồi, rõ ràng rồi. Như vậy là Thanh, Thanh đã tự tử rồi. Nếu nó đã quyên sinh thì tại sao dì Út lại bình tĩnh như vậy? Không được, không thể ngồi đây mà đoán được. Ta phải đi tìm. Nhưng tìm ở đâu chứ? Thì cứ đi đi. Đi đâu? Dì Út, có phải con Thanh, con Thanh đã tự tử rồi không? Tự tử hồi nào? Ai nói? Căn cứ vào những lời lẽ trong thơ của nó nè. Trong thơ nó nói rõ ràng rồi mà. Thanh không nói hẳn là tự tử, nhưng có câu tìm lãng quên, lánh xa cuộc đời, Rồi câu coi như đời không có em. Như vậy là muốn nói tự tử rồi còn cái gì? Ủa, ta đưa cho tụi bay mấy lá? Một lá nè. Hèn chi tụi bay lo sợ là phải rồi. Lúc mới đọc cái thư này tao cũng hoảng hồn như tụi bay vậy. Nè, đọc lá này thì biết rõ ràng hơn. Thôi, tao về chúc hai đứa bay hạnh phúc. Dì Út bỏ tụi cháu sao? Tao không bỏ tụi bay, nhưng tao không ở đây để rồi gặp cái lão già mắc dịch đó nữa. Ủa, dì Út nói đi, lão già mắc dịch nào? Có phải là tôi đây, bác sĩ? Người không muốn gặp cứ gặp hoài. Hường, tôi đã nói hết lời, em còn không tha thứ được cho tôi sao? Tha với thứ? Tôi với ông có cái gì mà tha với thứ? Ông làm sao cho đứa con gái của ông á nó tha thứ cho ông kìa. Từ đây đừng tìm tôi nữa, tôi đi à. Nhưng tôi biết nó ở đâu mà tìm. Nó bỏ bệnh viện đi mấy ngày nay rồi. Hương à, Hương. Bác, trước khi em Thanh ra đi, có viết thơ cho con. Có lẽ trong thơ nó có nói là nó đi đâu. Đi đâu cũng được, miễn nó còn sống là tôi an lòng. Bác sĩ, sao vậy? Không sao, thỉnh thoảng tôi hơi bị nhói tim. Nào, cháu đọc thơ coi. Dạ. Chị hai, những dòng này em nhờ chị nhắn lại với cha em. Một người cha không tình không nghĩa, nhưng dẫu sao đối với em cũng là cốt nhục vô tình vô nghĩa, nhưng thực tình ba không biết ba có đứa con gái mà. Đọc tiếp coi nó đang làm gì, tôi sợ. Bác bình tĩnh, cháu đọc đây. Chị hai, bây giờ là nguyện vọng sau cùng và duy nhất của em là được tin ngày thành hôn của chị và anh Mạnh. Càng sớm càng hay. Chị hai ơi, chị đã hy sinh cho em nhiều rồi. Bây giờ chị phải nghĩ đến hạnh phúc. Nào đó, chị yên tâm, từ nay bên cạnh má đã có em. Chị nghĩ đến sẽ được kề cận bên má thương yêu là em cảm thấy tâm hồn mình thanh thản. Thôi, xin chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, đời sẽ nở hoa để tặng riêng cho những ai trọn chữ chung tình. Tôi nghe từ nãy hai phương trời cách biệt, chuyện vui buồn xin khép lại. Một bài học tôi nhớ mãi trong đời. Con gái một nơi, con trai thì một ngã. Tôi bây giờ lại càng cô độc hơn xưa. Thôi,
Tôi cũng nói như con gái tôi đã nói, chúc cho hai kẻ chân tình một dạ yêu nhau được thêm nhiều hạnh phúc. Xin cảm ơn bác. Nhi, em